bạn xem xe công nông lớp đôi thì chợ Mỹ đường rất là hẹp. Chuẩn bị xuống qua suối đây này. Đấy. Suối chuẩn bị lên bên kia. Đường qua dốc luôn. Mới độ cái lột trước lớn ấy. Chuẩn bị lên. Giờ bắt con đấy chờ. Okay. Giao. Rất là khỏe luôn. Mình lớn này. Chuẩn bị quay đầu xe. Tài xế cũng chuyên nghiệp luôn, ngày nào cũng chạy xe này. Dê xe lên đầu trên, lên trên đôi luôn, lúc trên kia luôn. Qua bắt ra hở, yeah yeah. Chuẩn bị dê lên trên chở mì nha mọi người. Đấy, lái hai tay xế luôn. Do một người kéo IFA, còn một người giữ tay lái, rất là chuẩn luôn. Lên xe đi.
Cắt lại, cắt lại, cắt lại. Xe rất là khỏe luôn, mới thay bánh trước bánh lớn ấy, đi rất là ok, nó đóng tóc hơn. Đấy, lốp kia gần ngang lốp sau ấy, lốp lớn luôn. Đây này, quay cho bạn xem gần, to, cái mầm to. Đấy. Mới thay, đi quá ok luôn, dốc nào cũng leo luôn, lúc ở trên đỉnh núi kia luôn. Đây này, núi chuẩn bị chơi mì tươi. Ok.